Chào mọi người, bây giờ là 12:15 ở Tây ngày 12/8. Phía sau lưng mình là máy tập vai, có 4 cánh để xoay. Mình sẽ review cái máy một chút. Cái máy này là của công ty Bảo Giang sản xuất, hướng dẫn sử dụng là nắm hai tay và hướng tay cầm ở trên bánh xe. Như bạn thấy là đây, hướng tay cầm đây và nắm vào trên bánh xe, đưa bánh xe. Và ở đây là có tác dụng là rèn luyện cổ tay và cánh tay, khớp, khớp vai, tăng cường sự linh hoạt giữa các nhóm cơ, hỗ trợ hệ hô hấp và hệ tiêu hóa. Cảnh báo của cái này là không được đu người lên trên bánh xe. Nếu mà bạn không được đu trên bánh xe thì bánh xe sẽ trượt đi. Không đu người trên bánh xe. Tập cần cân nhắc mức độ tập luyện cho phù hợp với cả thể trạng và bản thân. Nếu không thì sẽ rất dễ bị dẫn đến sự chấn thương không cần thiết. Có quy định an toàn ở đây thì là bạn nên bảo khi hướng dẫn và sử dụng trước khi dùng, và có ý thức giữ gìn thiết bị. Có ý thức giữ gìn thiết bị. Ở đây khá là nhiều kiến và bọ. Mình đứng đây kiến bò lên thấy ghê quá. Đây có 4 bánh xe thì dành cho 2 người tập được cùng một lúc. Đây là có thể dành cho 2 người tập được cùng một lúc như vậy là thể thấy. Cái này là bánh xe thì có màu trắng và cái cần trục thì nó sơn màu xanh da trời, thấy khá là sắc trắng.